sau vụ việc hơn 50 em học sinh trường tiểu học Nghi Hòa và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quỳ Châu, Nghệ An bị ngộ độc do ăn hạt cây ngô đồng trong ngày 20 và 21 tháng 4, để chủ động phòng ngừa ngộ độc cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ra công văn khẩn, yêu cầu các trường học trên địa bàn loại bỏ ngay cây ngô đồng trong trường học. Em Lữ Thị Ý, học sinh lớp 6A3 trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Quỳ Châu cho biết, chiều 21 tháng 4 sau khi tan học, Ý thấy một số bạn nam ở trong lớp nhặt quả cây ngô đồng chín rụng ở trong sân trường, rồi đập vỡ, lấy hạt bên trong để ăn. Vì đói bụng, thấy các bạn ăn trước khen ngon, bùi như hạt lạc, nên Ý cũng ăn theo, dẫn đến bị ngộ độc tập thể. Hạt cây ngô đồng là trong đó thì nó có chứa chất độc, nó gây độc cho đường tiêu hóa và gan. Khi ăn vào cái hạt này thì sẽ xuất hiện các cái biểu hiện là đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, có thể đau rát ở cổ họng và tiêu chảy, đau bụng. Thì nếu mà ngộ độc nặng thì nó có thể dẫn đến là xuất huyết đường tiêu hóa và rối loạn thần kinh trung ương. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh có cây ngô đồng trong khuôn viên trường. Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống ngộ độc đối với các loại độc tố tự nhiên. Đồng thời chỉ đạo các trường học rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loại cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc được trồng làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên nhà trường. Ông Nguyễn Anh Dũng, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, do dễ bị gãy, đổ và có chất độc ở thân cây, quả nên loại cây ngô đồng bị cấm trồng trên các tuyến phố ở thành phố Vinh từ năm 2015. Hiện trên các tuyến phố còn có khoảng 6.000 cây ngô đồng trên 15 năm tuổi, chiếm 20% trong tổng số cây xanh. Mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.